Trở tay không kịp rồi. Quá trời là mềm mình với nó rồi. Thôi rồi, quá rồi cả nhà. Quá trời nó quýnh này. Thôi rồi nó quýnh. Để ta giả kim cái này được. Tấn chào cả nhà luôn cả nhà. Thì buổi chiều hôm nay Tấn đi học ong nha. Thì Tấn với em trai của Tấn nè, Quy nè. Chào cả nhà coi à. Anh Tấn anh hốt ổ ong à. Quy thì hôm qua nó đi cũng bắt ong nha. Rồi nó gặp cái tổ ong mà nó thấy cái cây bự quá với cái tổ khủng quá cả nhà. Nó điện cho Tấn bắt nè. Nè cái cây nè cả nhà thấy không? Thì hồi nãy giờ đó, thì ở đây cũng không có lá dừa lá bông chứ hai anh em bó sẵn cây đuốc rồi lại đầy người bắt cũng gần nhà ta nhưng mà cái đất này thì hình như của bên cái miếu này nè. Nãy giờ hai anh em ngồi đây rồi cũng không thấy ai chứ rồi hai anh em bắt đại nha. cái tổ nó đóng trên cái cây tràm bông vàng là lớn lắm nè, nó đóng đây lên trển cho cỡ 14-15 mét nhưng mà lá nó phức hết trơn rồi. Mà cũng không biết có anh em nào cắt chưa. Tấn thấy thấy thì nó hình như nó giống như con nguyên nhưng mà lớn rau dữ lắm nha. Trong hi hi trên đó nó chỗ cái đầu ngón tay Tấn chỉ nè. Cũng có mấy đứa nhỏ nhỏ nó lại nó nhìn nè. Cái cây này ôm mình ôm là mình ôm là không giáp luôn đó. Nó lên đây trên đó khoảng chừng 10 mét mười mấy mét nó mới có cái nhánh. Để Tấn chuẩn bị đồ rồi Tấn lên Tấn bắt coi có mặt không nha cả nhà. Đây thì Tấn cũng chuẩn bị đồ xong rồi nè cả nhà, để Tấn lên Tấn bắt đây coi có mặt không nha. Thì cây này Tấn leo bằng này nha, bự quá bự rồi, nhìn nó cũng dội. Giá ngày đất này dân chạch ông bà phước mặt phước mại ở đây cho con xin leo cây này, con bắt cái tổ ong nha. Ông bà phù hộ cho con leo mạnh tay mạnh chân. Con cũng khổ rồi con mới làm mấy cái nghề này. Ông bà phù hộ cho con nha. Cho con xin leo. Những cái cây này lớn lắm nha cả nhà, Tấn cũng phải xin. Quá trời. Tấn ôm hổng giáp. Rồi, để Tấn lên Tấn bắt nha. Cả nhà mình cùng trải nghiệm với Tấn nha cả nhà. Lên tới trên mới đốt đuốc cả nhà ơi. Tờ tụ. Cái khay nó quá trời bự. Không có chỗ nghỉ nữa. Mệt. Nó mệt cả nhà. Tới trên đây nè. Trơn quá trơn. Quá mệt rồi. Thank you.
cái tàu ong nó bự. Ô tô này bị cắt rồi cả nhà. Ồ anh xuống rồi. Cho trần xuống tới rồi. Ồ nó quýnh này. Qua rồi. Chết rồi. Chở tay không kịp rồi. Quá trời ông mình với nó rồi. Thôi quá rồi cả nhà. Quá trời nó quýnh này. Thôi rồi nó quýnh. Để ta giả kim cái này được. Quá rồi. Liệu cây cao mà gặp kiểu này đó. Trời ơi nó quýnh. Nát hết trơn à. Hai cái tay còn quá trời à. Con xin miếng mặt ông bà. Quýnh quá quýnh. Quýnh. Ủa, kim con này. Mặt mày có bánh cho này. Tân lên tân bắt luôn cả nhà, không có ngồi nghỉ nữa. Quýnh quá trời quýnh. Lên trở tay không kịp ha. Leo động quá, động quá. Trời có ông gì nó hung. Không biết mặt mày sao. Cứng tay chân chân này. Đang tranh thủ tân lên nó mắt nha. Tay chân gì vậy nó rung cơ nè. Xuống nữa rồi. Chấm. Để ta ngồi trong cái bút cháy lên cho mới được. Mạnh quá mạnh. Chân thủ lên đó hai nhà. Quá. Mặt ngoài bắn trên. Quýnh quá trời quýnh. Không quay nó lì nè. Thôi không quá. Yên quá nè. Không tha tấn nè. Trên nó cắt chặt thủ cắt cả nhà. Tổ này hùng quá. Không biết cục mặt bên kia nó làm sao nữa. Từng máng cái đuốc nó mới được. Quýnh mặt mày banh cho nó mặt gì cái này như cái mâm nữa rồi. Quá trời quýnh.
ông bà cho con xin miếng mật, đừng có quýnh nữa. Mặt bà dữ vậy, bánh cho này cả nhà ơi. Rồi cắn gì nó quýnh, như con không đẻ vậy. Dưới đây thì đạp con á, trời đạp con nó chích. Rồi bộ mặt cắn đứt ngoài. Đây cũng tạm được đi. Mặt đẹp lắm nha. Bộ tổ này còn riêng nha cả nhà. Ủa gì mà nó hùng nó quýnh. Tính review cái cục mặt cho cả nhà xem. Tổ lắm lớn. Quýnh tăng vậy như cái banh này. Cái máy quay. Quýnh. Buông lại. Thôi, cái máy quay quá chậm. Nên tranh thủ đánh cắt cả nhà. Quýnh quá trời à. Có quay nhiều được nha, tay chân về nát hết trơn. Đánh bắt sâu quá, anh em có ai ghé lại bắt được bắt. Quýnh như con không đẻ vậy. Đầu trứng tổ chắc cũng cần hàng à. Cái nhà mà có mua mật thì liên hệ Tấn nha. Trung thủ của Tấn là 0901 240 258, còn số Zalo là 0979 810305 nha cả nhà. Tấn có bán hai loại mật, mật một là mật tục, hai là mật nước. Cục này chắc là 1.3 tỷ được anh này, bự lắm nha. Mật thì Tấn bao nguyên chất cho cả nhà mình, không pha chế, không nấu gì hết. Mình không cắt xuống cả nhà, mẫu thì nó không lạnh quá. 1.3 tỷ 2 lít được. Đánh chữa cái dĩ lạnh cái nữa. Dục ra thì không có nở được, nở chứ. Thôi giật nha cả nhà. Quá trời nó quýnh. Chữa chữa kẹo. Lâu lâu cũng bị phản kẹo cả nhà. Ừ.
lộn phản kẹo nó làm quá. Tưởng mang cái này vô mới được. Cái cây bự quá. Trời phóng vô. Tính chuột cái tay cho nó khô mật mới được. Để nó dính mật nè. Kiếm từng giọt mật á không phải dễ đâu cả nhà. Quýnh quá trời te tua trơn rồi quý ơi. Để Tấn tạm dừng clip nha cả nhà. Đang hồi ra kia Tấn quay thành quả. Mở kim anh ơi. Tấn mời cả nhà uống nước cho Tấn nha. Nó quýnh cái mặt vô quá trời rồi. Nhiều lắm. Trời ơi. Nhiều lắm nhiều. Mở kim ở đây đến sưng. Sao mở nó bay vô sao mượn dữ vậy ta. Quýnh lủng cái túi lưới nè. Thủng. Đâu giỡn thành quả lên ngay. Coi cái bọc có lủng không Quy? Không không. Chắc cỡ 1 lít 3 xị chứ gì. Trời ơi giờ nó mệt. Đứt hơi luôn cả nhà. Thì cả nhà bắt thấy đó không, đâu có. Phải kiếm cái được cái giọt mật là dễ đâu cả nhà. Bỏ vô cái bọc nhỏ, bọc quay nữa Quy. Coi còn bọc quay không? Bọc quay á, hết bọc quay rồi. Hết rồi. Đậu đỡ. Bỏ vô đỡ đi. Cả nhà thấy đó. Đâu phải kiếm được giọt mật là dễ đâu cả nhà. Cũng chịu đấm ăn sôi rồi dữ lắm. Quá trời mệt rồi cả nhà. Thì Tấn cũng xin tạm dừng clip nha. Chúc cả nhà mình có một ngày xem clip thật là vui vẻ nha cả nhà. Hẹn cả nhà những clip tiếp theo nha.